chào tất cả mọi người nha. Để giới thiệu tiếp lại với mọi người là cái chơi hoa hồng mà phải có cái này. Đó. Chị trên chị nhuyễn vàng này, rồi là cái con dẹp ấy. Rồi là cái con dẹp gọi dẹp vẫy, dẹp rùa đấy. Nhiều bác hay bị nó bám vào cây dày kín ấy. Cây đấy nó là cũng bị đấy. Mà xịt vào cái một hôm cái là chết hết đấy. Mấy con chị nó chết, còn bám bám lên đen này. Cái thuốc này là nó tuyệt đỉnh luôn này. Xịt vào một hôm ấy là hết luôn. Hoa hồng sắp bung lụa đấy. Cây này là cây Golden Summer. Hoa vàng đẹp lắm. Mấy con chết còn lắm rồi. Nó nhiều lắm, nó băm kín nghít rồi. Mình xịt cái này một hôm mà tao. Trồng trên chậu này mà xuống đất này đẹp lắm. Đây là trồng trên sân thượng, trồng trồng trên chậu thôi, không có đất, trồng đất ở xuống dưới sân. Đấy, nhất định là các bác chơi hoa hồng là phải có thuốc đặc trị, nhá. Không có thuốc là cây tèo hết. Các bạn nhìn thấy chưa?